huyện nợ công hơn 21,5 tỷ, tỉnh yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Cán bộ ngân hàng thuê giang hồ để thu hồi nợ. Quốc cường gian Lai bốc hơi 811 tỷ đồng sau khi CEO bị bắt. Rút ruột công trình đi chúc Tết, loạt cựu cán bộ ở An Giang lĩnh án. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, theo phản ánh huyện Trư Sê, tỉnh Gia Lai, hiện đang nợ động xây dựng cơ bản hơn 20 tỷ đồng. Có 66 công trình với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng chưa thể quyết toán. Nợ tiền quỹ phòng chống lụt báo hơn 1,3 tỷ đồng. Nợ tiền công trình kiểm kê đất đai khoảng 1,3 tỷ đồng và huyện này còn chi lỗ hơn 1 tỷ đồng ngân sách, nhiều năm chưa thu hồi được. Nguyên nhân nợ do chưa được cấp đủ vốn để thanh toán. Những sai phạm này diễn ra dưới thời ông Trần Minh Triều, làm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Trư Xê. Hiện ông này đang là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trư Xê. Công trình nợ nhiều nhất là dự án đường ven hồ TDB8, đoạn Phan Đình Phùng đến đường Cách mạng, tuyến dọc hai bên bờ suối nhánh phía tây thị trấn Trư Xê với số tiền hơn 4 tỷ đồng hai dự án đường điện chiếu sáng nội thị chư xe chỉ được bố trí và giải ngân cho dự án số tiền 1,1 tỷ đồng, còn nợ 3,65 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bị nợ nhiều nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng trường phát lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Hưng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ông Nguyễn Nhiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai đã liên tục gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cụ thể, ngày 2 tháng 12 năm 2020, ông Nhiều đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị chỉ đạo huyện Chư Sê thanh toán số nợ còn lại tại công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Cửa Lai và Ia Hờ Lốp. Tiếp đó, đầu tháng 1 năm 2021, ông Nhiều gửi đơn đến Thường trực tỉnh ủy Gia Lai khiếu nại chủ đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Cửa Lai, huyện Chư Sê không thanh toán nợ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai từ quý 1 năm 2017 gây thiệt hại cho công ty. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trư C, phòng tài chính kế hoạch huyện xem xét cân đối cấp vốn để bạn thanh toán công nợ cho các đơn vị đã hoàn thành dự án. Nói về giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ công từ nguồn sử dụng đất, ông Đinh Hữu Hòa, Phó giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chia sẻ nếu các công trình được bố trí từ tiền sử dụng đất thì quan điểm là có bao nhiêu đầu tư bấy nhiêu, không có thì không bố trí vốn, không đầu tư mới, phải ưu tiên cho trả nợ trước. Nếu còn nợ động xây dựng cơ bản mà tiếp tục bố trí đầu tư mới là trái quy định. Ngày 25 tháng 7, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 1819 đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Chư Sê. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Trư Sê xử lý vụ việc, đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 7. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng báo cáo vụ việc đến Thường trực tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Việc để xảy ra tình trạng nợ động xây dựng cơ bản là trái với luật đầu tư công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án và môi trường kêu gọi đầu tư. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải nhanh chóng khắc phục tình trạng này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Mặc dù đã hoàn thành bàn giao được công trình vào sử dụng từ nhiều năm, nhưng huyện Trừ Sệ Gia Lai không thanh toán hết số tiền theo quy định, khiến nhiều doanh nghiệp phải gửi văn bản cầu cứu. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 25 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án vụ 23 bị cáo gồm các cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trợ Mới và hàng loạt công chức về các tội tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Hồng Viễn, 53 tuổi, Vũ Minh Thao, 61 tuổi, cùng là Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Nguyễn Tuấn Minh, 37 tuổi, Lê Quốc Điền, 43 tuổi, cùng là Nguyên Phó Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thị Diễm Thúy, 45 tuổi, trưởng phòng tài chính kế hoạch. Lăng Thanh Phong, 49 tuổi, phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới nợ một khoản tiền để chi hoạt động thăm hỏi chúc Tết Nguyên đán. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện nợ ông Lê Văn Dứt, chủ quán Út Lanh, số tiền hơn 275 triệu đồng. Nợ một cán bộ công an huyện Trợ Mới, số tiền 300 triệu đồng và tạm ứng của phòng tài chính kế hoạch huyện hơn 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, thường trực Ủy ban nhân dân huyện trợ mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các bị can gồm Ngô Hoàng Hiếu, chủ tịch đã chết, Vũ Minh Thao, phó chủ tịch, Nguyễn Hồng Viễn, phó chủ tịch, Nguyễn Văn Ven, Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã chết, Lê Quốc Điền, phó Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Nguyễn Tuấn Minh, phó Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ trong các cuộc họp ông Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh quyết toán kinh phí gửi tiền về cho ủy ban nhân dân huyện sử dụng đồng thời giao cho ông Viễn cùng văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện tham mưu cho thường trực ủy ban nhân dân huyện phương án thực hiện sau các cuộc họp ông Viễn trực tiếp hoặc phân công cho các ông Ven Điền hoặc Minh liên hệ với chủ tịch ủy ban nhân dân các xã Hòa An Tấn Mỹ Hòa Bình Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về huyện thực hiện ý kiến, các chủ tịch ủy ban nhân dân xã trên đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công. Thông qua đó, quyết toán khống lấy tiền gửi cho ủy ban nhân dân huyện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt hai cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trợ mới là ông Nguyễn Hồng Viễn và Vũ Minh Thao cùng lãnh mức án 11 năm tù về tội tham mô tài sản. Cùng tội danh này có 16 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 đến 10 năm tù. Có 3 bị cáo bị phạt từ 2 đến 3 năm tù treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. Đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 3 bị cáo bị tòa tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. Đối với tội danh mua bán trái phép hóa đơn, có 2 bị cáo là doanh nghiệp bị tuyên phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng tuyên buộc các bị cáo cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan một năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm 25 tháng 7, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai QCG tiếp tục nằm sàn phiên thứ năm liên tiếp với 6.800 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu QCG đã sụt giảm hơn 30% chỉ trong 5 ngày qua, làm bốc hơi 811 tỷ đồng giá trị vốn hóa so với trước thời điểm có tin CEO bị bắt tạm giam xuống 1.871 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư ôm mã QCG thêm một phiên bị kẹt hàng khi chỉ khớp được 51.000 đơn vị và còn tới hơn 6,1 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn. Không chỉ QCG, cổ phiếu LDG cũng là cái tên nằm sàn trong phiên giao dịch hôm 25 tháng 7 khi chỉ có giá 2.410 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu LDG dù khớp lệnh cao hơn với 3,77 triệu đơn vị nhưng cũng còn rất nhiều nhà đầu tư chưa thể bán bởi còn hơn 23,3 triệu đơn vị dự bán giá sàn. Một cái tên đáng chú ý khác là HVN khi cũng giảm sàn về 20.200 đồng, khớp hơn 7,33 triệu đơn vị. Giá cổ phiếu ở ngưỡng này đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 với 10 phiên gần nhất đều giảm, trong đó có tới 6 phiên giảm sàn đe dọa nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu này. Chốt phiên hôm 25 tháng 7, chỉ số VN Index còn 1.233 điểm, giảm 5,28%. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 484,4 triệu đơn vị, giá trị 11.719,3 tỷ đồng, giảm 35% về khối lượng và 34% về giá trị so với phiên hôm 24 tháng 7. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 63,3 triệu đơn vị, giá trị 2.062 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 58 mã tăng và 103 mã giảm, chỉ số HNX Index giảm 0,92 điểm, tương đương âm 0,39%, xuống 235,25 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,55 triệu đơn vị, giá trị 687,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,1 triệu đơn vị, giá trị 94,8 tỷ đồng. Cổ phiếu NTP duy trì được mức tăng tốt, dương 6,5% lên 61.000 đồng. Các mã CEO LIG C69 nhích hơn 2%, cổ phiếu TNG LAS tăng nhẹ. Trong khi đó, chỉ số Upcom Index giảm 0,02 điểm, âm 0,02% xuống 94,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,9 triệu đơn vị, giá trị 404,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,34 triệu đơn vị, giá trị 21,1 tỷ đồng liên quan đến vụ xét xử ông trịnh văn quyết cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán tòa án nhân dân hà nội đã đề nghị các bị hại nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên tòa bị chất vấn về mục đích lừa đảo bị cáo trịnh văn quyết khẳng định chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bản thân có chủ trương mua công ty về xây dựng bởi luôn mong muốn có một công ty xây dựng để phục vụ cho công việc của tập đoàn flc nếu công ty này làm tốt hơn, khi đó sẽ làm cho các đơn vị ngoài tập đoàn. Còn khi được hội đồng xét xử hỏi, một số nhà đầu tư cổ phiếu của FLC đều trả lời giống nhau, họ mong được tòa đảm bảo quyền lợi. Trong đó có nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng được xác định tư cách là bị hại thay vì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đề nghị bị cáo Trịnh Văn quyết dùng tài sản của mình mua lại cổ phiếu của những người không còn muốn đồng hành với công ty nữa. Một số người khác mong muốn lấy lại tiền gốc đã bỏ ra mua cổ phiếu, đồng thời được bồi thường cả về vật chất và tinh thần. Cũng có nhà đầu tư đề nghị hai phương án giải quyết, thứ nhất là để bị cáo quyết bồi thường cho các nhà đầu tư. Thứ hai là xem xét cho cổ phiếu ROS tiếp tục được niêm yết. Anh VTN ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh trình bày đang nắm giữ 200.000 cổ phiếu ROS, bị hại này đề xuất cho giao dịch lại mã cổ phiếu ROS hoặc đền bù bằng số tiền nhà đầu tư đã mua cổ phiếu. Ông LQH, 50 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện sở hữu 150.000 cổ phiếu ROS, nói Với tư cách cổ đông, tôi không còn muốn đồng hành cùng Faros vì hoàn toàn mất niềm tin ông VXH, 61 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, trình bày ông mua cổ phiếu ROS của công ty Faros từ khoảng năm 2018-2019, hiện ông còn nắm giữ 1.300 cổ phiếu. Trước tòa, ông H bày tỏ mong muốn, cổ phiếu hiện tôi vẫn nắm giữ, chưa có thiệt hại, vì vậy tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh Quyết để anh ấy về tiếp tục sản xuất kinh doanh, để cổ phiếu chúng tôi lại tiếp tục được giao dịch trên sàn chứng khoán. Tương tự, một bị hại khác cũng mong muốn hội đồng xét xử sớm giải quyết vụ án để anh Quyết về giải quyết hậu quả. Tôi nghĩ rằng anh Quyết là người sẽ giải quyết hiệu quả nhất. Bị hại này nói. Trong 5 người đến tòa, có hai người sở hữu tổng gần 100.000 cổ phiếu ROS, cùng yêu cầu được trả lại tiền do quá mệt mỏi với việc cổ phiếu bị hủy niêm yết. Toàn bộ tài sản đầu tư hợp pháp đến nay không lấy ra được. Họ cho hay đầu tư vì tin tưởng ROS nằm trong nhóm VN30. Trả lời hội đồng xét xử về ý kiến của các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, mặc dù đã bán phần lớn cổ phiếu của công ty Faros ROS, nhưng bị cáo vẫn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động bình thường của công ty nên đã lấy tài sản cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay. Trả lời về phương án khắc phục thiệt hại, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, số tài sản của bị cáo đang bị phong tỏa có giá trị ước tính gần 5.000 tỷ đồng và mong muốn dùng toàn bộ để khắc phục hậu quả. Tại tòa, cựu chủ tịch FLC khẳng định, ngoài các tài sản đang bị phong tỏa, không còn thêm tài sản nào khác. Ông Quyết cũng trình bày mới được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản tâm huyết là hãng hàng không Bamboo Airways và trước mắt đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Số tiền 500 tỷ đồng tiếp theo nhận từ việc bán hãng hàng không Bamboo, ông Quyết cho biết sẵn sàng nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Mới đây, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã làm nhiều người chết, 4 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại, người dân dỡ nóc nhà leo lên mái nhà chờ cứu, nhiều bản hiện còn bị cô lập, chưa thể tiếp cận được. Người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang dồn lực khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử này. Trưa 25 tháng 7, 40 căn nhà ở Bản Phé, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nước dâng tới nóc. Nhiều ngôi nhà sàn đã ngập hẳn trong nước, người dân bản phé cho hay đây là trận lũ lớn nhất từ khi ông cha họ về đây lập bản. Ông lò văn phòng, người dân bản phé hoảng hốt kể lại. Chỉ một lúc nước đã ngập tới cổ rồi, lúc ấy có hai anh em dân quân xã chạy xuống giúp nhưng cũng không kịp chuyển đồ đạc, phải leo lên mái nhà chờ người đến cứu. Nhà tôi không còn nhìn thấy nóc nữa rồi, tôi cũng còn mỗi bộ quần áo này, thóc gạo, đồ đạc, mái nghiền vẫn ở dưới nước. Trong số 9 nạn nhân của tỉnh Sơn La bị chết và mất tích, có 6 nạn nhân ở xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn và 3 nạn nhân ở xã Bản Lầm và xã Triềng Bôm, huyện Thuận Châu. Theo người dân Sơn La, trận lũ lần này có sức tàn phá gần bằng trận lũ lịch sử vào đêm 26 tháng 7 năm 1991 với nhiều thiệt hại nặng nề, chưa thể thống kê hết. Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La Lò Nguyên Hùng cho hay, trước mắt tỉnh chỉ đạo các địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân ở vùng ngập đến nơi an toàn. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ bà con để ổn định sản xuất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Sơn La đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, thành lập nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định chỗ ở. Ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia Blang, huyện Trư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến hai thợ đào giếng tử vong. Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yạp Lang nói, chính quyền xã đang chuẩn bị các thủ tục để hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình hai nạn nhân xấu số. Được biết, hai người bị điện giật tử vong là ông LVT, 53 tuổi, và TTC, 42 tuổi, cùng chú ở xã Yạp Lang, huyện Chư Sê. Theo đó, chiều 25 tháng 7, cả hai cùng với ông Trần Văn Trương được một người đàn ông thuê đến đảo giếng cho rễ cà phê của ông Nguyễn Lê Quang Thống tại thôn An Điền, xã Yạp Lang. Trong lúc đào giếng, hai ông là VT và TTC đang cùng ở dưới giếng đào đất thì kêu cứu thất thành. Thấy vậy, ông Trương nghi ngờ xảy ra giò dỉ điện, nên vội ngắt cầu dao và chạy đi tìm người cấp cứu. Sau đó, nhiều người đã tập trung đưa hai nạn nhân lên mặt đất và đến trung tâm y tế huyện Chư Cê cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Được biết, đây là giếng nước ở khu vực dãy trồng cà phê sầu riêng của gia đình ông thống sát với hàng rào hộ dân khác. Theo nhận định ban đầu, trong quá trình đào giếng, các nạn nhân đã dùng máy bơm hút nước. Giữa đoạn dây điện cấp điện cho máy bơm có mối nối, nhiều khả năng trong quá trình làm việc mối nối bị hở, điện bị dò dỉ gây ra giật điện. Theo ông Nguyễn Văn Khôi, hai nạn nhân xấu số, số có quan hệ họ hàng là anh rể và em vợ. Hoàn cảnh của hai gia đình cũng rất khó khăn, cả hai là trụ cột lao động chính, các con đều đang tuổi đi học. Do đó, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử đoàn thăm hỏi, chia buồn, đồng thời làm thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Sáng 26 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn. Trước đó vào dạng sáng 24 tháng 7, trên địa bàn xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn, do mưa to đã xảy ra sạt lở đất tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc làm 6 người mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã huy động lực lượng khoảng 100 người, gồm công an, bộ đội, dân quân cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trong ngày 24 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân. Ngày 25 tháng 7, thi thể hai nạn nhân còn lại là VAT, sinh năm 1998, chú bản Hua Pư và VTP, sinh năm 2015, chú bản Hua Pư đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra lũ, sạt lở đất, khiến 15 người thương vong. Trong đó, 7 người chết, 6 người huyện Mai Sơn, 1 người huyện Thuận Châu, 3 người mất tích năm người bị thương. Mưa lũ còn khiến 1.199 nhà dân, hàng ngàn hecta cây trồng bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.